Nhân viên ở đây là gì? Đấy, là nhân viên cũng nhớ đầu. Bình thường gọi là nhân viên, là nhân viên công ty là huê sa quân mà, Bên sau quân chứ là còn nhân viên, còn nhân viên không, nhân viên mà nói chung không là quân quân thôi. không phải quân, đấy là phải một danh từ là ghép với từ quân thì nó mới nói được, chứ đây là quân vu sau quân. Vu sau quân là gì à, nhân viên bộ phận là hay cái gì, viên bộ phận là không có những từ đấy nha, chúng ta sẽ phải ghép vào. Chúng ta có từ nhân viên là từ trích quân. Xích quân Trích quân thì bây giờ mình ghép như nào? Cho nên trở nên không chi không chia được phù so cũng xó chị quân trích quân im người ta im ta. Đúng rồi, nào nói lại nào. Thả sĩ mà đây có việc. Cho nên trở nên phung xin phù so xích phung quân mì ta chi không phải si, phung phung chi phù xó phung xin phù so trích quân trích quân im người ta im mì ta. Đó, nào nói lại im. là phải nói lại mà nhanh nào và hay và giống cái Hàn xem nào. Cho nên Cho nên không chín bù so chích quân y mì ta. rồi đấy, phải nói nhanh được như thế mới gọi là ok nhá. Cho nên Cho nên không chia chín 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 à, dù gió bù so chích không quân y gì mì ta. Chích rồi quân y mì tiếp. Em trai tôi là trưởng phòng hành chính nhân sự. em trai có thể là ủ đi à, hay là ủ đi hay là chè nhỉ, em trai phải ủ đi nhỉ. Không, ú đi là chúng tôi, chề là của tôi. Thì bây giờ em trai tôi thì em dùng tôi đây trong từ của tôi đấy, đúng không? Thì em nói là Vẫn là dùng trẻ chè, à? em dùng chè Vẫn được. dùng Chè, sau đến quan trẻ. trọng cái em trai này, em trai là gì biết không? Thông sen Ừ, tông sen là em không, à, mà em thông trai là sen nam. Nam à, tông, nam sen chúng ta có chè nam tông sen rồi, cho tiểu từ vào. Chè nam tông sen. nam sen trong sen in xa trong mum Chưa có tiểu từ của chủ ngữ này. Chề nam tông sáng. nên Ân. ân Chề ân đúng không, rồi, chè nam chề tông nam sen tông ân sáng ân. Tiếp. in xa trong À, in xa trong phù so có trưởng phòng u trang nín chú trang im nhi gì đó được không? Cha trang nhi, phá trang cha nhi chân được đi không? u trang nín cha chân đi im gì ta Ừ, mình dùng một trong mấy cái thôi. à, cha trang nim À, sát tính cha sang mi mà y mì đã là lại nói lại từ đầu lại chê chè nam cha à, chè nam tông sen lên ân à, nói ừ lại nhé, chê chè nam nam tông tông sen ân hành lên chính nhân sự đâu in xa trung mua bồ so ừ, trong mô in ra bằng gió trung mua in xa bồ so sa sa chăng ni mì ta xa xanh đi rồi giám đốc đó à, cha cha sang cha chăng ni thông mưu in ta phù gió in cha phải xanh cha được phải xanh đi qua chăng ni mà qua chăng ni im mì ta in mì ta. Hoặc là im mì đọc, ta đọc lại cái câu nào chế chè nam tông sen lên ừ. trung mu in xa bù so qua trang niêm y mì ta Ok số 4. Chị tôi là giám đốc công ty. Chị chè tôi. Chị của tôi chè đấy. Chê là của mà tôi rồi chế. chè an ninh an Onion. ninh an Chê onion. ninh sa trang niêm Ờ, hơi sa y onion. mì ta Xin mì ta. Đồ. hơi Chê. sơn chứ Onion. an Nhắc ninh quê ta ra chân niêm cũng được, hoặc xa chân niêm không cũng được. Xin ừ, mì. hơi xa xa xanh niêm im mì ta À, chế on ni nên thuê ra thật anh nhìn nhìn mì đá. ừ. Tiếp là anh tôi là người Việt Nam. Chê papa nâng Sao lại bà ba đâu? Ồ ba. oba ở oba quê Ba. à Thế oba ồ ba. oba Thế chê ồ oba ba. nâng Ừ. chê oba lên Người Việt Nam. Tram sam imita. Saram imida về Thu Nam Saram Imita. đọc lại cả câu là Chè oppa nên
Betnam Sanam Imita. Rồi, Vietnam Saram Imira. Tiếp này. Bạn là bảo vệ phải không? Thằng xin nên À, xin nên. bảo vệ là Bảo vệ là gì? bảo Đó, đi quân. vệ Mình có trong bi là quân là bảo vệ. kiềng bị à kiềng bị uôn à kiềng bị uôn Trong bi quân là nhân viên bảo vệ đấy. Nào, nói lại là thằng xin nên. thằng xin nên kiềng bị uôn im mì cá Rồi, ok, thằng xin nên. thằng xin nên Trong bi quân im ta. kiềng bị uôn im mì cá Rồi, kiềng bị uôn một cá phòng viên đã tiếp em em trai trai bạn à học bạn học là sinh phải học không sinh, đây là Phật thiếu mất chữ là. là bạn Trai bạn là học sinh phải không? Đó. Em trai bạn là học sinh phải không? mà chè nam thông nam tông sen Ừ. ngân Em trai bạn ân chè nam tông sen ngân không, cái từ bạn ở đây ấy. Em chê đây là của tôi mà. à, Em trai của bạn chỉ cần là em trai thôi đúng không, chỉ cần là ta có từ của bạn, ta có từ nì nè hoặc là em trai cũng được. Em trai nói không, em em trai trai em thôi, em nghĩ trong em trai sen nam nên tông tông xe sen nên ân là nam tông xe nên à, ân ở ân hắc xe thì cá à hắc sen mình cá nam tông sen ấy hắc sen nam đi tông xe nam tông xe ân hắc xe thì cá làm tương xem ngân hát xem những các tiếp. à. Bố bạn là tài xế lái xe phải không? Apochi Ừ, mà bố xin nên nên tài xế lái xe, lái xe là tài xế lái xe là gì? cái gì kisa ấy un chân Bùn son, kisa bùn son. un chân kisa im cả Rồi, à bo, Apochi à bo, Apochi nên bùn son, un chân kisa đi im lại, cả à đi mình xa, un chân kisa im cả rồi à bo xin nên bùn son thì sang cá tiếp. Chị gái là bác sĩ phải không? Chị gái là bác sĩ phải chị không? gái Oni Ừ. Oni Oni sai mì cá Ừ sa mì cá rồi on ni lên. Ừ sa mì Oni cá. Oni mì cá À. Rồi. On ni. Oni Ừ sa im Oni mì. sai mì cá Rồi on ni lên ừ sa mì cá. Tiếp. Bạn là nhân viên kho phải không? Bạn là nhân viên kho phải không? thằng xin nên À, kho là em không nhớ kho là gì? Thang cô. thằng tô quân Thang cô. thằng thằng cô Không quân phải là lúc nào mình cũng cho từ quân vào nhá. Cái từ ờ quân thì tùy nhá, tùy không phải lúc nào cũng cho. Thì đây người ta sẽ nói là vì từ cho từ từ nhân viên và trích trích quân đấy, đúng không? chị quân À, nào, nói cả câu như nào. thằng xin nên Ừ. thằng cô chích quân im mì cả Rồi thằng xin nên thang cô chính quân bị cát. quân Rồi thằng xin nên thang cô chính quân cô im bị nên cát. Rồi ok thằng đấy. nên trang cô sức quân trang cô trang Đấy. sức Đáng ra cái phần Việt Hàn này bạn phải thuộc hết từ mới thì bây giờ nó cứ đọc vèo 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 phát xong hết luôn. Thầy không phải cho từ mới. Đó. Không. Bây giờ mình can you speak English? Yes. Tiếp. Nào luyện tập Hàn Việt, nào Hàn Việt thì chúng ta có những cái câu hỏi là cái câu câu Hàn Việt ở đây đấy, thầy đưa ra một loạt câu Hàn Việt sau rồi ở bên dưới còn có một bài hội thoại nữa cơ. Nào Vâng. trước tiên là đọc, nào đọc Inbon là in có gì nào? Đọc cái số 1 cho thầy nào. Vâng. Annyeonghaseyo. Ừ, Annyeonghaseyo.안녕하십니까? 안녕하십니까? 안녕하세요, 안녕하십니까? Thì hai cái này nó khác nhau nào? Học tốt cái thầy lấy không? Annyeonghaseyo và Annyeonghaseyomnikka nghĩa là gì đã? Đều là xin chào Đây nhưng mà là một xin cái là chào, lịch sự hơn Annyeonghaseyo đều là xin chào. Thì à. Annyeonghaseyo là xin chào, Annyeonghaseyomnikka cũng là xin chào. Thế nhưng Xin mà hai cái này, một cái Annyeonghaseyo nó thể hiện là gì? Ở cái mức độ thân thân mật. À, mà thân mà
Còn Annyeonghaseyomnikka thì nó Các bằng gì? là lịch sự, Trang trọng lịch sự. trang trọng Trang trọng lịch sự thì tức là ở ở cái trường hợp như là bối cảnh môi trường. thì nó là trang trọng lịch sự. Ví dụ như là mình đứng mình phát biểu trong một cuộc họp chẳng hạn thì mình phải xin chào quý vị và các bạn. Đấy giống như tiếng Việt mình nên xin chào quý vị và các bạn thì lúc đấy mình cũng nhỉ. Yeodobun Annyeonghaseyomnikka. Đấy, hoặc là mình phát biểu cũng thế. Yeodobun Annyeonghaseyomnikka. Hoặc là những cái ông kinh trang như cái ông giám đốc ấy, ông to, ông chủ tịch to ấy, thì thường mình đừng chào Annyeonghaseyo, nghe là một cái đó mình sẽ chào Annyeonghaseyomnikka. Đó, Em thấy mấy ông Hàn hay chào ông đúng to rồi. Mấy ông như Hàn chào các ấy, ngày xưa tài cũng gọi là hồn nhiên lắm, các ông đấy mấy cái ông mà Popin Chang như ông tổng mấy ông đấy các thứ mình Annyeonghaseyo sau kia rất là các kiểu xưa nhìn thấy các ông kia Ừ, Annyeonghaseyomnikka được, được. xong Mà kiểu sao cho mày lại chào nghiêm Annyeonghaseyomnikka nghe nó trang trọng lịch sự, sao nó cảm giác nó nghiêm trọng, nghiêm nó nghiêm trang, kiểu nghiêm nghiêm trang. trang nghiêm trọng như thế, thì ông mới bảo là mày lần sau đừng có Annyeonghaseyo, mày phải là Annyeonghaseyomnikka. Nói xin mình Lần sau mình cũng chỉ có Annyeonghaseyomnikka, nói nghe xin mình rất là giống như là đi quân đội quân sự nhá. cái quân đội, xem quân đội Annyeonghaseyomnikka. Tiếp là số 2, số 2 đây là đọc cái số 2. anh nhân hi seo, anh nhân hi ke seo, Annyeonghaseyo và Annyeonghaseyo. hi ke Cái này nó đều nghĩa là gì? tạm biệt Tạm biệt. Thế nhưng hai nhưng cái mà này khác nhau nhỉ? Đọc Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo nghĩa là gì? Là biệt. Thế nhưng mà chúng ta nếu dịch theo nghĩa đen, Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo tức là chúc bạn đi đường bình an. Vậy là chúng ta sẽ chào người gì? Người Hika là người ở lại. ra về, người ra về. Chúc đi bình Mình là an, nhưng người mà người ta ở lại để cần chúc người ta bình ở đi bình đúng an đúng không, mình phải là anh nhân higazio chúc bạn đi đường bình an nhé, tại vì người ta đi về mà đúng không, đi mình về phải vâng là đúng higazio. rồi Thế còn anh nhân higazio okay. đấy thì nghĩa đen của nó là chúc bạn ở lại bình Ở an lại đúng không, vâng ở đi lại về bình an thì vậy ở chúc bạn ở lại bình an thế này thì mình sẽ chào người lại. ở lại đúng không, chào người ở lại anh nhân higazio. Chút nữa mà tiết học kết thúc thì em chào thầy kiểu Anh nhớ khi kê đúng rồi anh nhân kia theo, tại vì thầy ở nhà mà dạy online xe thì thầy cũng chào em là anh nhân kia anh theo, chẳng nhẽ thầy đang ở nhà em bị ra chào anh ngoài theo đuổi thầy ra ngoài, thì ra ngoài đi thầy đi về đi, thầy về đâu nữa, thầy đang ở nhà mà đúng không. nhà Đúng không, tiếp số 3 đọc cho thầy bằng cấp xin thì ta thằng gấp xin gì đó chữ âm cho bật kết xin ta à cho âm cho âm bật cho kết xin ta được kết xin mì đạt cho âm được kết xin mì đạt nghĩa là gì, thằng cấp xin mì đạt là gì, rất vui được rất vui được gặp và rất vui được gặp. được kết Thế còn xin ta cái cho âm được kết xin mì đạt lần là đầu tiên ấy, kiểu gặp là lần đầu tiên ở lần đầu được gặp. Thực ra hai hai cái câu này mình có thể là sử dụng trong trường hợp lần đầu gặp một ai đấy đúng không, thì mình rất vui được gặp bạn, hoặc là lần đầu được gặp bạn đấy đều được nhá. Cho âm được kết xin mì đạt, thằng cấp xin mì đạt. cái gì người ta Rồi, cái câu 4 bên dưới nó cũng nhưng giống. cho cái gì người ta Cũng giống trên nên phải bỏ qua. Câu số 5. Đọc với thầy, nhìn có vô thầy không? chan Đấy. chan chan bồ tát tư sao đọc có nhỉ Đấy, chú tháp. chan bồ tát Từ tư nghiêm. rim nỉ ta Đấy, chú tháp đi mì đặt. Tức là gì? nghe lạ thế em chưa Cái câu này, cái câu này nó có là cái câu là mong bạn giúp đỡ. Mong bạn giúp đỡ có nghĩa là nhé, bồ tát tư à bồ tát tư phụ thác từ đi mì đạt à trái phụ thác từ đi mì từ đạt. rim nỉ ta Ví dụ như là em là một người mới, em mới đi vào công ty thì người ta bảo, em giới thiệu bản thân một chút thì xin chào em là người này người kia các thứ kiểu, cuối cùng là mong mọi người sau này giúp đỡ em nhé đấy kiểu như thế đúng không. câu này giúp Trái phụ thác đi mì đạt đấy, hoặc là nhờ vả hay cái gì đó hay gì đấy, trái phụ thác đi mì đá mong bạn giúp đỡ nha đấy đúng không. người ta Bạn phải đi lấy cái sạc đấy. ok vâng chán à chán bồ tát chán bồ tát tư chán bồ tát tư đi người ta chán bồ tát tư xin chán bồ tát tư đi người ta chan bồ tát tư rin rin rin
Rồi nào tiếp. Tiếp câu bên dưới nào. Đọc cho thầy. Thần xin nụ Còn thằng cười xin nụ cười im nỉ cả em. Thằng xin em đúng chứ mì cá. Nghĩa là gì? Thằng xin em đúng chứ mì cá. bạn là ai? Thằng xin là bạn. Bạn bạn là ai à? Nụ Rồi, cười nụ tu là ai? Nụ tu là ai? là ai? Bạn là ai? Thằng xin em Bạn đúng chứ mì cá. Thì mình giới thiệu, mình bảo mình sẽ trả lời như nào? cho Người ta hỏi nên là bạn là ai thì mình bảo tôi là nhân viên, em là bên kế cho toán nên hay là gì nhỉ? Hay là nhân sự? nhân thân chính sự. À đấy, mình sẽ giới thiệu tôi là nhân viên bộ phận nhân sự, nói nào, tôi là nhân viên bộ phận nhân sự. Cho nên Cho nên in xa chung in xa chung mu à chung mu in xa bù so xích quân y mì ta chích quân y in mì tha phù do in chích bù quân so xích y quân mì là y mì ta là thả xin mà đây vô thế nào, nói lại nào. cho nên Cho nên han à quên cho nên em ở công ty em toàn in xa chung mu in xa chung mu nó hơi ngược ngược in xa chung thực mu ra cũng cái được từ in ra trong mô là hành chính nhân sự, nhân em sự là hành thuộc cả chính hành chính nhân sự à hay là thuộc mỗi nhân sự không? mỗi nhân sự Thế in thì xa em đi in tha bu so thôi, hoặc in xa team đi, ở trong chủ của em nói in in xa team cho xa nó in xa team đúng in xa team cho nó chuẩn này, in xa team cho nó gần gũi luôn này. Tôi ừ. là nhân viên nhóm nhân sự nào, Nên mà in xa team cho nên xích in xa quân in team mì tà rồi, cho nên in xa team chích quân in quân đà. Cho nên in xa team chích quân Thích quân y mì ta. rồi, cho nên in xa team chích quân in đà. Rồi số 2 Yvonne là đọc số 2 nào. Hoa xin nên ở nơi bù so xích quân y mì ca. Nó hỏi là gì, Hoa là là chích quân bộ bộ phận nhân à viên làm được à, cái từ on như, cái từ on như lại không biết đúng không, ở nơi vâng còn như là thuộc bộ phận nào thuộc về như kiểu thuộc về bạn là nhân viên, bạn là nhân viên bộ phận nào đúng không, vâng on như là nào, phù so là ở bộ nơi phận, chích quân là là nhân viên, bạn là nhân viên bộ phận nào vậy đó. nào Đâu nó đang hỏi hoa chứ, hoa xin hoa em hoa có như xin nên ho chị ở quân nơi vừa mình trích cả, quân y mì hoa ca là nhân viên bộ phận nào, thì mình bảo là bây giờ nói là hoa là hoa nhân xin viên nên bộ phận kế toán đi, hoa là nhân viên bộ xin phận kế hoa xin nên toán. Hoa xin lên Huê kê quân in mì ta về cái đâu nhân Huê viên kê Huê kê sĩ quân huê cũng được, hoặc sĩ huê quân kê team chị quân à thêm chữ team nữa bộ phận nữa em quên mất là nhân viên bộ phận, nó đang hỏi là bộ phận nào cơ mà đúng không, vâng thì mình sẽ nói là thuê cái team hoa quân vâng thì ta là thà xin bà đây có thể nói lại nào. ta hoa xin nên Huê kê team trích quân y mì ta. Rồi ok, tiếp số 3. Cứ nam cha nên ABC à? Mình cũng đọc là ABC à? ABC ABC hoa về chết rồi. xa Ai gọi? Ok. ở Cứ đây đi. nam cha nên ABC về xa sa trang niêm im mì các à, Chúng ta người sẽ nam đánh giá kia rồi làm kia là giám đốc công ty phải không là giám đốc công ty ABC phải không đúng không? ABC phải không à. Rồi ok, là giám đốc công ty ABC phải không? ABC phải không Rồi. nam cha đây Trả lời như nào? cứ nam cha nên Cứ nam cho nên. Huê xa sa trang niêm y mì ta Cứ nam cho nên. phải về nê nhỉ Nếu nê nếu mà phải là nê, nếu không nê phải là à ní. à ni à ni À không nhiêu, bây giờ mình cứ trả lời hai cách đi. Vâng, vâng là giám đốc công ty ABC đấy. Nói nào. Nê. nê cứ nam cha nên
À, khi mà chúng ta trả lời, trong trường hợp này trả Không lời chúng ta cần bỏ người đàn chủ ông ngữ, đấy à? bỏ chủ ngữ là được, chỉ cần ne Này, a ABC, quê cha, c sắp đang đi mi mì ta. ta sẽ nhìn mình đã ne a b c Thì a phá quê cha, sang. sắp đang đi mi mì ta. Còn nếu mà mình trả lời là không thì mình À phải nhiều. phải nhiêu, thì mình cái chỗ này mình phải là Nhiều. đảo sang một cái công ty khác, và không nó là à không là giám đốc của công ty BC chẳng hạn, đúng không? Thôi mình cũng đọc thêm từ Animita cũng được. Thêm chữ A Animita được không? À đã không rồi Tại lại vì mình không chưa cần. học cái cấu trúc mà gọi là phủ định của nó đi, thì bây giờ mình phải khẳng định lại thôi, mình chỉ cần không và khẳng định lại sang một cái công ty khác là được. À, DCD. À, gì vậy? Vâng. sau này chúng ta học cấu trúc phủ định nó thì chúng ta sẽ phủ định sau, bây giờ chúng ta khẳng định lại sang cái khác luôn là được. À nhiêu, đúng không? Sau rồi PC đấy, PC, ta Visa, ta ta Visa, sang im, im mì ta. gì đã đấy, à nhiêu PC bây giờ ta sẽ nhìn Sang im, im mì ta. rồi. Ok, số 4 Ừ. con Isalamun, Isaram umetim, mình sik, sik un im mì ta. xin quân nhìn mình ta nghĩa là gì. Isaram Isalam là người này. người này Có à, là nhân viên bộ phận mua hàng phải không? là nhân viên bộ phận mua hàng phải Nhóm mua không? hàng phải không? Thì bên mình trả lời nào? Nê Vâng, nè. nê Cú Kume Team Six rồi One Imita. đúng, cú mê quân xích à, cú mê xin xích quân. Còn không thì mình sẽ trả lời là không là nhân viên bộ phận kinh À doanh nhiều. à nhiêu À nhiêu. Young Op Yong Six ở Young op Op Team Six One Imita. rồi chim quân thì người ta à nhó nhỏ ngọt chim À chim nhớ cái tin chích cơn như nào. rồi tiếp số 5 Onu nara saram imika. rồi on nara taram imika cá nghĩa là Bạn là đất à, đất nước của bạn là gì? đâu, bạn là người Là saram là ra. gì, nara là đất nước, onu Ừ. là nào, bạn Mà là người là nước người nào. nước nào? À bạn là người nước nào? Bạn là người nước nào thì mình trả lời là gì, Hà nên Việt người Nam Việt Nam. Salam Mỹ à. Họ nên bề thứ nam Nam Salam nam im mì đà im ta. họ nên bề thứ nam saram im mì đà Im rồi ok, thế là được không? Nó tất cả những ừ. câu Hàn Việt này này đúng không, chúng ta phải nghe phải hiểu, nghe phải hiểu rồi biết cách trả lời là được. Vâng. Và bên dưới thầy sẽ có một cái bài để mình sẽ luyện tập giới thiệu về Chaki Soke Heboseo, tức là bạn phải giới thiệu về bản thân. Thì ở đây nó có một cái mẫu này, Annyeonghaseyo là xin chào đúng không, Je irumun momomo imida nghĩa là gì, tên của Tên tôi của bạn tôi là ba chấm thì cho vào đây, ví dụ Je irumun Phương tên imida hoặc Kim Thân imida đúng không, sau cho nên cái gì gì vào đây imida, sao tức vẫn là ở chỗ này mình sẽ giới thiệu là ở đây đang mình đang học là môi trường công ty là công sở đúng không, thì mình nên giới thiệu là tôi là nhân viên của bộ phận gì vào đây đúng không, như em là bộ phận à, như thầy là bộ sao tim phận là bộ bộ phận kinh doanh chẳng hạn, thì young off team chích quân thì tim quân đi mình ta. là nhân viên bộ phận kinh doanh đúng không, sau rồi thần cấp sư mì tà là gì, Người ta rất vui là được không? vui được gặp bạn Gặp bạn rất tôi chào bu thác tư đi mì tà vui giúp đỡ à, tại mong bạn mong mong bạn bạn sẽ giúp đỡ rồi. Ok thì à, bây giờ thần nào em vật thử giới tư thiệu người bản ta thân theo cái mẫu này cho thầy nhá, nào chà kisoke hebo Annyeonghaseyo chào nhân à, chào Irumun tiên mì ta thề thề ý tư mân thề chè ý tư Irumun mân tiên mì ta. Và nên insert team check one imita bản cấp sim à bản cấp sim imita tham phụ thạc tư à phụ thạc tư không phải tham phụ Chai thạc tư imita chai phụ thác thứ đi mì đà tham phụ thạc tư tham phụ thạc tư imita đấy, bây giờ nhớ cái này nhá, lần sau người ta bảo là chai kisoke vô theo là nhớ ngay chai kisoke vô theo cái là à nhớ theo chỉ được mượn tiền mì đà cho nên in ra tin chip mì đà chim thằng bắt là mì đà chai phụ thác thứ đi mì đà ta đấy. tư mình À, tư phải nói được mình như thế nhá, phải nói được ta nhanh nhanh không vấp váp hay hơn vâng trơn tru như thế nha, chứ không phải dặn mãi một câu nha, thì người ta cũng chạy mất dép rồi. vâng
Rồi, nào, bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần tiếp theo. Chúng ta sẽ có những cái để luyện phản xạ ngôn ngữ, tức là bây giờ thầy sẽ cho một cái từ tiếng Việt như này. Em nhìn vào cái từ tiếng Việt như này và trong đầu em phải nhớ ra được tiếng Hàn và tự đặt một câu tiếng Hàn bằng cái từ mới này. Là làm được không? Ví Bảo dụ vệ như thì em bảo vệ. tự bảo vệ, quên mất rồi, Đấy. em vừa Phản xạ ngôn ngữ ở đây là không thuộc từ mới. Phản xạ không thuộc từ mới nên là lấy phản xạ ở đâu ra mà nói à. bảo vệ không nhớ, nhưng mà nhân viên kế toán nhớ, nhân viên mua hàng nhớ, trưởng phòng nhớ. Bảo vệ không nhớ Nhóm tí. B1 là bảo vệ đấy. Thì bây giờ Chừng bị mình sẽ nói một câu, tôi là chừng nhân viên bảo vệ, nói nào. cho nên chừng bị quân tìm tao. Rồi tiếp nào, đặt một câu về nhân viên kế toán. Cho nên à, Từ khác đi, mà hỏi là bạn là nhân viên kế toán phải không? thằng xin nên huê kê quân imita, Rồi hoặc là tiếp, huê quân team huê kê team chích quân imita ra ngoài. nhân viên kế toán chỉ cần là huê huê kê quân im nỉ ca. Câu hỏi mà thằng xin nên Thằng huê xin kê quân nên im nỉ ca chưa. mình cắt Thằng xin nên ra huê ngoài. kê quân im nỉ ca. Anh tên xong 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 Tiếp là nhân đúng viên mua hàng, nhân viên mua hàng nào à, thì nhận tiên là nhân viên mua hàng phải không? hàng phải không? Tiên là nhân viên mua Tiên hàng xin phải lên, không? Tiên xin nên tiên xin lên. mua hàng. Chị tôi phải học thuộc Cú mê, mẹ cú mê chim. cùng mê team chick one imita imika. Im mì cá, mình bảo là không, tôi là nhân viên nhân sự. Nói là không, tôi là nhân Anh cho viên. nên insa team chick one imita. Rồi, ok. À, tiếp này. Người con trai, à, anh ấy, người con trai đó, anh ấy là trưởng phòng Ly. Anh ấy là trưởng phòng Ly. Anh ấy là trưởng phòng Ly. Ok, bà đeo. Anh ấy à? Anh ấy, nhớ anh ấy không? Cứ cứ xa cứ Ừ. nam cha Rồi, à, cử cứ nam xa, đúng rồi, cử nam xa. cứ nam cha nên Cử nam xa nên. cứ nam cha nên Wow. ly ly xa sang niệm à, ly qua sang niệm imita imika Rồi, imita cái từ ly trong tiếng Việt thì nó viết là L-I-I, L-E-E đúng không? Nhưng mà trong tiếng Hàn y là Y thôi, à, Y phải thay nhìn. y qua trang nghiêm À, cứ nam xa nên. cứ Y làm cha phải nên thay y qua nhìn. Im nì ta à. y ta Rồi đó, tiếp nào, nhiều lắm, cái này kiểm tra rồi nhiều lắm. nhân Nhân viên công công ty. ty à, dễ rồi, xem nào. Cô ấy, nhớ được, biết từ cô ấy không? Cô ấy là nhân viên công ty. Cô ấy là do cha à, làm cha Cứ phải có do cha cứ, cứ cứ dò làm xa, cứ rõ cha nên cứ làm xa là anh ấy, giờ cứ dò xa là cô do ấy, cha nên cứ dò xa nên cứ rõ cha nên quay xa quân im mì các im quay nỉ xa ta. Đang câu hỏi mà anh à ấy im à, vâng, đang là câu trả lời chứ không phải câu hỏi đâu nhỉ. Cứ dò xa nên huê sao im nỉ ta, cứ dò quay xa nên rõ huê cha sao quay xa quân im mì ta. quân im nỉ ta. Ok, công Vâng. nhân, công nhân là gì biết không? Công nhân có trong từ mới không nhỉ? Làm gì? Công nhân á. Thằng khóc, thằng khóc ra. Có cốc cha. Ủa? Có cốc cha. Đang học đùa chứ. Thả cóp ra nào. Wow! Có cốc cha. Nào, thế lấy ví dụ là về thả cóp ra là những công nhân nào. Em trai là công nhân. Em trai là phòng ở nam nam thông sen lên. Nam đông sang lên. Rồi. Chắc cốc cha imita Rồi thả cóp ra mì đà. Ok. Tiếp học sinh. em gái À, em em gái gái là học sinh phải không? Em gái là học sinh phải không? em gái là gì Đông sen là em rồi, này gái là gì? Gái là nữ, nữ là giò, do tông sen nên giò tông hắc sen. imita
Bác xanh mì cá và không, nó là công nhân phải nào? Anh Anio yêu là công nhân, công nhân là gì? ca y mì ta À, thả góc trai mì đà. Rồi, quản lý sản xuất. quản lý là quản lý gì Quản lý ra là quản lý, quản quản lý lý ra. cha Sản xuất. quản lý cha Sản xuất là gì? Chúng ta sẽ ghép quản lý sản xuất để sản xuất trước so với đến người quản lý, đúng không? vâng Sản xuất là gì? Sen. Sen san. Sen san là xem sản xuất. quan ly cha Ừ, sen san quản lý ra. Thì bây giờ nói một ví dụ về quản lý sản xuất là gì đây? Bạn là quản lý sản xuất phải không? Bạn là quản phải không lý sản xuất phải không? thằng xin nên À, xin nên. xem thằng nên xem san quan di à quan di cha im mì cá Ừ, thằng xin nên sen quan di san quản lý cha im nỉ cá đúng quan đi không? Thằng xin nên sen thằng san xin nên quản lý. xem san quan đi cha im mì cá Rồi, ok, sen đi san cha quản lý cha im nỉ cá. Tiếp bên dưới, bác sĩ nào, ví dụ về bác sĩ. Bác sĩ, tôi là bác bác sĩ sĩ. ư xa cho nên ư xa im mì ta Rồi, nhân viên chất lượng. tại quên chữ chất lượng rồi phải Ừ. Ngay phải lúc học ở ban đầu phun phung chi phung chim bộ phận là gì? Phù à so nhân viên trích quân luôn. Rồi đấy, lấy một ví dụ về cái từ này. vẫn là anh ấy hoặc là cô ấy hoặc là Đấy, ví dụ nào cũng được không? Để mình cứ nhanh nhạy nhạy bén lên để mình nói ra một cái câu nào đấy để cho nó đúng với cái tiếng Hàn là được không? onin Còn đi lên. nên tin phù so xích quân imita Rồi, ok. Lái xe. opportunity ổn chân kia xa imita Rồi, người Việt Nam. cho nên Việt Nam Salam mình ta Rồi, ok. Ok hết rồi. thế rồi học thuộc hôm nay sẽ phải học thuộc Đấy, cái quan trọng là từ mới không có, không nói đâu, là cứ phải thầy cứ phải cho từ mới thì là không ổn nha. Đây là cái bài đầu là còn đang thuộc, gọi là đang thuộc mang máng đúng không? Đấy. Sau lúc mà gì đến những bài tiếp theo là từ mới đầy rẫy ra không học là không học được, là không nói được đâu nha. đang học bài Ủa, đấy Thế nhá, hôm nay học đến đây nhá. à, Rồi, xin anh ơi cái xe anh nhanh ok video. có Ok. nè em